Giáo sư Trần Văn Khê, ngài chơi với ai mà không biết một áng văn nào của nước Việt? Giáo sư Trần Văn Khê được mời dự buổi sinh hoạt của Hội truyền bá tang ca Nhật Bản, tổ chức tại Paris, Pháp. Tham dự hầu hết là người Nhật và người Pháp, duy chỉ mình ông là người Việt. Diễn giả hôm đó là một cựu thủy sư đề đốc người Pháp đã mở đầu bài thuyết trình bằng câu: "Thưa quý vị, tôi là thủy sư đề đốc đã sống ở Việt Nam 20 năm, mà không thấy một áng văn nào đáng kể. Nhưng khi sang nước Nhật, chỉ trong vòng 1-2 năm mà tôi đã thấy một rừng văn học, trong đó Tanka là một đóa hoa tuyệt đẹp, chỉ cần nói một ngọn núi, một con sông mà tả được bao nhiêu tình cảm với chỉ 31 âm tiết. Chỉ hai điều này thôi, các nước khác không dễ có được." Giáo sư Trần Văn Khê, ngài chơi với ai mà không biết một áng văn nào của nước Việt? Lời phát biểu đã chạm đến lòng tự trọng dân tộc của giáo sư Trần Văn Khê. Khi đến phần giao lưu, ông xin phép được bày tỏ: "Thưa ông thủy sư đề đốc, ông nói rằng ông đã ở Việt Nam cả 20 năm mà không thấy áng văn nào đáng kể. Tôi là người Việt, khi nghe câu đó tôi đã rất ngạc nhiên. Chẳng biết khi ngài qua Việt Nam, ngài chơi với ai mà chẳng biết một áng văn nào của nước Việt? Có lẽ ngài chỉ chơi với những người quan tâm đến chuyện ăn uống, chơi bời, hút sách. Phải chi ngài chơi với giáo sư Emin Gasperdon, thì ngài sẽ biết đến một thư mục gồm 1.300 sách báo về văn chương Việt Nam mà giáo sư đã in trên tạp chí Viễn Đông Bắc Cổ của Pháp. Hay nếu ngài gặp ông Maurice Durand, thì sẽ có dịp đọc qua hàng ngàn câu ca dao Việt Nam mà ông ấy đã cất công sưu tập. Nếu ngài làm bạn với những người như thế, ngài sẽ biết rằng nước tôi không chỉ có một, mà có đến hàng vạn áng văn kiệt tác. Để xem chi tiết về tin này, mời quý vị bấm vào link dưới phần mô tả video này.